Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thêu vi tính, cùng với định hướng chiến lược đúng đắn, mạnh dạn đầu tư chiều sâu các trang thiết bị hiện đại, quy trình công nghệ hợp lý, dịch vụ khách hàng hoàn hảo và đặc biệt là tinh thần lao động hăng say của các cán bộ công nhân viên, Đông Hồ đã thực hiện thành công hàng loạt các đơn hàng khó với chất lượng cao, giá cả hợp lý và đúng thời hạn giao hàng. Chúng tôi tự hào là nơi tiên phong cung cấp dịch vụ thêu logo cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển thương hiệu ở Việt Nam. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0838 657 751 hoặc 0907 871 871 hoặc truy cập website theologo.vn. Và sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Hoàng Bắc, phó ban tổ chức giải lên trao tặng hoa cho các tuyển thủ và tổ trọng tài để đồng ý khích lệ trong trận cầu chung kết này. Xin trân trọng kính mời ông. Xin chào mừng tất cả các bạn đang có mặt tại sân bóng đá Sports Club để theo dõi trận cầu chung kết Serie A giải bóng đá doanh nhân online 2016 diễn ra giữa Hân Hân FC và EOFC. Và trận đấu ngày hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh Vietnam Futsal và Facebook của doanh nhân online. Và chúng ta đang đến với những hình ảnh đầu tiên của trận đấu này, một trận cầu được cho là kinh điển và danh giá nhất trong giải bóng đá doanh nhân online 2016 ngày hôm nay. Và sau khi lễ chào hò chúng ta kết thúc thì chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu này. Ở hiệp 1 này thì những doanh thủ EOFC sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải mảnh nhỏ của các bạn. Và hiệp 1 trận đấu đã được bắt đầu. Và xin mời những khán giả đang nằm trong khu vực sân bóng của sân số 1 xin vui lòng lui về phần sân số 2 để trận đấu chúng ta diễn ra suôn sẻ hơn. Một lần nữa tôi xin nhắc lại, những khán giả bên phần sân của sân 1 thì hãy lùi về phần sân số 2 để trận đấu chúng ta có thể diễn ra suôn sẻ hơn. Và ngày hôm nay ra quân trong màu áo đỏ là các cầu thủ EOFC, màu xanh lam là các cầu thủ Hân Hân FC. Điểm qua đội hình ra quân của EOFC gồm có thủ Lê Minh Thảo số 3, Nguyễn Viết Kiên Trung số 7, Nguyễn Bảo Xuân Thanh số 9, Trần Bảo Kỳ số 10, Nguyễn Thế Anh số 11, Nguyễn Đăng Hoài số 18, Phan Lê Đại Tài số 23, Nguyễn Lê Nam Khánh. Khi đó thì Hân Hân FC với sự góp mặt của các doanh thủ, thủ môn số 1 Đào Thế Hoàng, số 4 Nguyễn Xuân Tuấn, số 8 Trần Minh Tuấn, số 9 số 10 Nguyễn Minh Quang, số 11 Nguyễn Tiến Phú, số 12 Nguyễn Trung Toàn, số 13 Hà Đình Hòa và số 15 Huỳnh Như Khôi. Trận chung kết với những kịch bản đã diễn ra ở vòng loại và trận bán kết cũng như là ở màu áo đã làm cho rất nhiều người liên tưởng đây là trận đấu giống như ở vòng chung kết Euro 2016 diễn ra giữa Pháp trong màu áo xanh lam là các cầu thủ Hân Hân và màu đỏ Bồ Đào Nha, trong màu áo của các cầu thủ
AOFC. Và liệu rằng ngày hôm nay linh hồn của các cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ mang đến được điều gì hay không? Trận đấu ngày hôm nay được dự đoán là trầm và chắc, bởi vì đây là trận chung kết. Những sự chắc chắn luôn là quyết định an toàn nhất. Trong đội hình của các cầu thủ Hà Nội FC, cầu thủ số 10 Nguyễn Minh Hoàng là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất, thì anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 29 bàn, một kỷ lục có thể nói rằng tính đến bây giờ sẽ không ai có thể san bằng được kỷ lục của anh. Vì ở vị trí thứ hai là cầu thủ Phan Phú Thứ bên phía Sweden FC với 17 bàn. Cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu, cú dứt điểm được thực hiện bởi cầu thủ số 10 Nguyễn Minh Hoàng. Đăng Hoài, xin mời các bạn cầu thủ số 7, Nam Khánh. Nam Khánh là cầu thủ trẻ nhất trong đội hình của các cầu thủ EUFC. Anh sinh năm 1988 và anh đang ở độ tuổi 28. Nguy hiểm quá, rất đáng tiếc cho các cầu thủ EUFC. Vừa rồi cầu thủ số 9 Trần Bảo Kỳ đã không thể đón nhận được đường truyền của đồng đội. Nếu như anh đón nhận được đường truyền thì có lẽ đó là một tình huống rất nguy hiểm. Và đây là Nguyễn Minh Hoàng, anh được người ta biết đến với cái tên là Hoàng Percy. Người đang chơi trên hàng công của các cầu thủ bên phía Hân Hân là Trung Phong, là cầu thủ số 10, doanh thủ số 10 Nguyễn Minh Hoàng. Những phút đầu tiên đang diễn ra khá chậm rãi. Người đang làm gì đây? Rất nguy hiểm. Vừa rồi là một pha dâng bóng vào vùng cấm địa của cầu thủ số 13 Hà Đình Hòa. Và bây giờ lên bóng dành cho các cầu thủ Hân Hân của LFC. Bóng đá hết đường biên dọc. Người đang mang băng đội trưởng bên phía LFC là cầu thủ số 10 Nguyễn Thế Anh. Trong khi đó thì các cầu thủ Hân Hân, đội trưởng đang là cầu thủ mang áo số 6 Lưu Ngọc Thanh, được người ta biết đến là Thanh Summer. Và đây là Thanh Summer. Nguyễn Minh Hoàng, Hoàng Văn Sĩ không thành công. Bóng trở về chân của các cầu thủ Hân, một pha xử lý khá điều đà. Vừa rồi là một pha xử lý khá điều đà của cầu thủ mang số 9 Trần Bảo Kỳ. Nam Khánh, cú dứt điểm của Nam Khánh là không chuẩn xác, bóng đi khá cao so với khung thành của thủ môn Đào Thế Hoàng bên phía Hân Hân FC. Và thủ môn Đào Thế Hoàng là thủ môn xuất sắc nhất vừa rồi trên nhà non là 2015. Ok, một pha đệm bóng không thành công, một pha đệm bóng chân thành của đội trưởng mang áo số 10 Nguyễn Thế Anh. Ở trận bán kết thì Hân Hân đã thắng Kenta với tỷ số là 6-2. EU thắng trước các Hồ Gia Bát Nguyên với tỷ số là 4-2 trên chấm phạt đền sau trận hòa 2 đều. Ở trong khuôn khổ Serie B và Serie C đã xác định được ngôi vương Serie B với chiến thắng của Babyshop, thì Babyshop đã đăng quang. Và bây giờ là pha đệm bóng của EU. Bây giờ không được. Rồi là hoàn công dành cho Hà Nam, 3-1, 2-1. Minh Hoàng, Hoàng Percy. Hoàng Percy đã làm cho khán giả hơi tiếc nuối sau pha khống chế bóng không ưng ý của Hoàng Percy. Đội thủ môn số 6 Lưu Ngọc Thanh, Thanh Summer, anh đang ở đội tuổi 35 và anh đã có 9 bàn thắng trong màu áo của Hân Hân FC. Trần Tuấn. Và đây là Nguyễn Vinh Quang. Khi mà kết thúc vòng bảng ở vòng 14 thì các cầu thủ Hân Hân FC có được 27 điểm với hiệu số là dương 30 và đứng vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng. Đây là một
thật khá đáng nể. Và điều đó cho thấy ngày hôm nay Hân Hân FC được đánh giá là nhìn hơn. Nếu như so kèo châu Á thì ngày hôm nay trận đấu này Hân Hân chấp 0.5 trái. Đến bóng dành cho các đội từ trường khai và đây là cầu thủ số 10. Tưởng chừng như anh sẽ đụng chạm cú dứt điểm. Đây là Bảo Kỳ. Những phút gần đây anh có vì có thể nói rằng mang tính nghệ sĩ rất cao. Ngày hôm nay thì trong đội bóng của Hân Hân FC và EOFC ở độ tuổi trung bình, theo như cập nhật thông tin thì cả hai bên đang có độ tuổi trung bình là ngang ngửa nhau ở độ tuổi 35. Đang thấy là cầu thủ trẻ nhất, vì thế thì sức khỏe của anh với vai trò là gánh tiền là không thể bán cái trong đội hình của EO. Người đang ghi bàn tốt nhất trong đội hình của EUFC bây giờ đó là Nguyễn Lê Nam Khạch, cầu thủ mang áo số 23 với 8 bàn thắng. Trong khi đó thì Hân Hân FC bóng trong chân của khá nhiều và anh cũng là một cầu thủ tận dụng rất tốt những cơ hội và với 29 bàn thắng sau 15 trận. Đây là một con số khá đáng nể. Ok. Bóng này chuyền về chân của Nam Khánh. Nam Khánh vừa thực hiện một đường chuyền dành cho đồng đội là rất có ý tưởng. Và bây giờ đặt bóng dành cho cùng các. Những tình huống rất nhanh. Và đây là các đội yêu. Bóng gì? Bóng bên ngoài. Không được rồi. Những tình huống nguy hiểm ở những phút đầu tiên của trận đấu được tạo ra bởi các cầu thủ EO là nhiều hơn. Hai đội đã từng gặp nhau ở vòng 10 và Hân Hân đã giành một chiến thắng trước các cầu thủ. Nguy hiểm quá! Một cú sút khá bất ngờ của danh thủ số 9 Trần Bảo Kỳ. Trận đấu đang rất nóng, những tình huống ép sát khung thành của nhau và điển hình là những pha áp sát của các cầu thủ EU. Và ngày hôm nay ở những phút đầu tiên này thì đã làm cho những dự đoán của khán giả trở nên có phần sai đi. Các cầu thủ của EUFC đang tổ chức tấn công nhiều hơn so với các cầu thủ Hân Hân. Dường như các cầu thủ Hân Hân đang chủ động lối chơi khá chắc chắn. Có thể nói thì đương kim vô địch Hân Hân xứng đáng được điền tên vào trận chung kết này, khi mà ở vòng loại kết thúc 14 trận đấu thì các cầu thủ Hân Hân đã vô địch ở vòng loại với những trận đấu không thực sự quá khó khăn và không phải bung hết sức lực, và thậm chí ngay cả trận bán kết với Kenta. Bóng lại đi. Đình Hoa. Chán quá. Sau phút hội ý thì dường như ở những giây đầu tiên thì có thể cảm nhận rằng các cầu thủ của Hân Hân FC sẽ chủ động cầm bóng nhiều hơn ở phần giữa sân và chờ cơ hội, chờ những sơ hở nơi hàng phòng thủ của các đội EU. Kết thúc vòng 14 thì các cầu thủ Hân Hân FC đã thắng 8 trận, hòa 3 trận và để thua 3 trận. Với tổng bàn thắng là một cái điều chìa khóa để cho EU biết mình phải làm gì. Quang Quang Bá Sĩ, Xuân Tuấn, từ chính sai của Xuân Tuấn và không chế bóng không thành công của cầu thủ số 32 Đinh Hoàng. Nếu xét về bản lĩnh trận mạt thì có thể EU nhìn hơn khi họ sở hữu những Kim Trung, Đăng Hoài, Thế Anh, Bảo Kỳ, Thảo Ba Khắc
và gần đây là sức trẻ của Nam Khánh đã dần dần hoàn thiện với vai trò gánh tiền của mình. Thì ngày hôm nay EU hứa hẹn sẽ tạo ra những sự bất ngờ. Và đây là đội trưởng của Hà Nam FC, Thanh Sam Mơ, Văn Nam, Thanh Sam Mơ, gõ vào, không vào. Một pha solo khá hay của Thanh Sam Mơ, nhưng không thể hạ gục đường thủ môn Minh Thảo. Một tình huống khá đáng tiếc, quả phạt góc dành cho cầu thủ Văn Nam. Chú Tuấn. Những phút gần đây thì có thể thấy rằng các doanh thủ của Hân Hân FC tổ chức trở nên nhịp nhàng hơn. Đây là Đặng Hoài. Đặng Hoài, anh sinh năm 1982, ở độ tuổi 34 và bây giờ anh đang có 7 bàn thắng. Và đây là Nam Khánh. Nam Khánh tuy sở hữu chiều cao không được tốt, nhưng cái được của anh là sức trẻ và sức khỏe. Trong đội hình của Hân Hân FC thì đang là cầu thủ già dơ nhất, đó chính là cầu thủ mang áo số 8 Trần Minh Tuấn, ở độ tuổi 44. Và đây là cầu thủ số 3 bên phía EU, Kiên Trung. Bảo Kỳ đã không thể đón nhận được đường chuyền vừa rồi của Đăng Hoài. Các bạn vẫn đang theo dõi tường thuật trực tiếp trên kênh Việt Nam Futsal, trận đấu chung kết Serie A giải bóng đá Doanh nhân Online 2016 giữa Hân Hân FC và EU FC. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Đối chơi chắc chắn thì những tình huống cố định sẽ là cái chìa khóa của trận đấu này cho cả hai đội, khi mà hai đội đều có những quân bài đá phạt khá sở trường. Quang Bà Sì đang á. Đá phạt ở cự ly không mấy thuận lợi dành cho Hân Hân và người thực hiện là Xuân Tuấn. Không được. Thanh Sam Mơ đã thực hiện cản phá ở phần sân đối phương, khiến cho những tình huống phản công của các đội EU bị mất đi. Và tiếp theo sẽ là có một sự thay đổi người bên phía EUFC, và người vừa vào sân đó là cầu thủ mang áo số 5 Nguyễn Anh Tuấn. Với những chiều cao tốt bên phía Hân Hân FC thì hàng phòng thủ của các cầu thủ EU cần phải bổ sung những cầu thủ to con và to cao. Lấy bóng dành cho các cầu thủ EU và đây là bên kia bật Bảo Kỳ. Không được. Hàng phòng thủ của cầu thủ Hân Hân vẫn đang cho thấy sự chắc chắn của mình. Qua Bà Sì vừa rồi đã thực hiện một quả đá nhanh. Tuy nhiên thì trọng tài đã yêu cầu thực hiện lại. Và người thực hiện bây giờ sẽ là cầu thủ số 4 Xuân Tuấn. Thanh Sam Mơ. Đường chuyền dài khá. Không thành công rồi và phản công dành cho các cầu thủ EUFC. Bảo Kỳ không được rồi. Một pha băng già ghép góc là rất tốt của Đào Thế Hoàng. Công bầu dành là thủ môn xuất sắc nhất mùa rồi. Anh Tuấn. Một. Anh Tuấn. Rất quyết đoán. Bảo Kỳ. So với Bảo Kỳ thì Thanh Sam Mơ có chiều cao là thấp hơn so với Bảo Kỳ. Chính vì thế. Bảo Kỳ. Một cú dứt điểm khá bất ngờ của danh thủ số 9 Bảo Kỳ. Tuy nhiên thì độ chuẩn xác trong pha bóng vừa rồi của anh là vẫn thiếu đi. Quang Bà Sì vẫn đang là Quang Bà Sì rất dẻo. Đúng là anh là một cầu thủ có thể nói là đình đám nhất trong
giới doanh nhân online, khi mà không những đánh đầu đi bóng mà anh còn sở hữu những kỹ thuật cá nhân khá tốt. Pha bóng này được thì bày Wang Bersi. Tiếp tục sẽ là quả phạt góc. Ở trận cầu này thì các doanh thủ chúng ta đã quá hiểu nhau, thì có nhiều lần thành viên của cả hai đội từng chơi chung với nhau nhiều mùa giải của doanh nhân online và bên ngoài. Bóng đá đang gọi trong tay của thủ thành Minh Đào, và đây là anh Tuấn. Kiên Trung vẫn là Kiên Trung đường chuyền có ý tưởng của Kiên Trung, tuy nhiên thì đồng đội của anh đã không thể hiểu ý và di chuyển. Đúng như dự đoán thì trận đấu ngày hôm nay các cầu thủ chúng ta đã tổ chức một lối chơi cực kỳ chắc chắn, và những phút và hiệp một của trận đấu giải bóng đá chung kết Serie A giải bóng đá doanh nhân online 2016. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thêu vi tính, cùng với định hướng chiến lược đúng đắn, mạnh dạn đầu tư chiều sâu các trang thiết bị hiện đại, quy trình công nghệ hợp lý, dịch vụ khách hàng hoàn hảo và đặc biệt là tinh thần lao động hăng say của các cán bộ công nhân viên, Đông Hồ đã thực hiện thành công hàng loạt các đơn hàng khó với chất lượng cao, giá cả hợp lý và đúng thời hạn giao hàng. Chúng tôi tự hào là nơi tiên phong cung cấp dịch vụ thêu logo cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển thương hiệu ở Việt Nam. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0838 657 751 hoặc 0907 871 871, hoặc truy cập website theologo.vn. Không đều. Và hình ảnh này thì chắc chắn sẽ có những sự thay đổi về mặt chiến thuật và lấn quân người để khơi thông thế bế tắc cho cả hai bên. Và hiệp 2 vừa được bắt đầu. Và phòng thủ của cầu thủ Hà Nội FC thì vẫn là doanh thủ Thanh Summer, doanh thủ số 13 Đình Hòa. Tình huống dứt điểm đầu tiên của các doanh thủ bên phía Hân Hân FC, và người thực hiện lại là Wang Bersi. Cái hiệu suất ghi bàn 4,13 bàn trên một trận, đó là một thành tích gọi là khá đáng nể của Hân Hân FC. Khi mà hiệu trung bình để thủng lưới là chỉ 1,86 bàn trên một trận mà thôi. Người gác đền cho các cầu thủ Hân Hân là Đào Thế Hoàng, thủ môn xuất sắc kết mùa rồi, đã làm cho những cổ động viên, những khán giả hâm mộ Hân Hân FC tỏ ra khá an tâm. Ở Serie B thì Davisov đã đăng quang, Serie C thì lão tướng khách sạn Tuyết Sơn đã đăng quang, và ngày hôm nay thì Serie A của chúng ta ai sẽ là bước lên tổ chức vô địch danh giá nhất, sẽ là EU hay là Hân Hân FC đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Dễ hiểu khi mà cao thủ chúng ta bây giờ ở hiệp 2 đang thi đấu cực kỳ chậm. Đường chuyền thành cho số 7 xuống đây, và xoay người để chuyền bóng vào trong không thành công, và phản công cho các đội Hân Hân. Đây Wang Bersi, vẫn đang Wang Bersi. Các cầu thủ của EUFC ngày hôm nay nhiệm vụ nhiều nhất đó là kiểm soát Wang Bersi, một cầu thủ rất lợi hại của Hân Hân FC trong thời điểm này. Sở hữu hàng công cực mạnh với Wang Bersi và hàng thủ cực tốt với Thanh Summer, Hà Đình Hòa, và đặc biệt là thủ môn Đào Thế Hoàng. Hân Hân gần như đã không còn điểm yếu, và điểm yếu của chí mạng của EU chính là thể lực. Rất có thể EU ở hiệp 2 này sẽ chọn thế trận răng cô để tìm kiếm sơ hở của đối phương. Trung Kiên, Kiên Trung
Ở hiệp bên này có thể sẽ là trận đấu của những đường chuyền. Xuân Thanh, Xuân Thanh cầu thủ vừa mới vào hiệp này. Còn đây là Đăng Hoài. Đăng Hoài và Kim Trung đang chơi vị trí thấp nhất trong đội hình của các cầu thủ EUFC. Những chàng trai áo đỏ của chúng ta ngày hôm nay ở hiệp 2 này sẽ chứng tỏ mình không phải là giang vừa. Các thủ EUFC đã kết thúc vòng loại với 23 điểm, biểu số ập bảy, đứng ở vị trí thứ hai với tổng bàn thắng là 28 bàn và để thủng lưới tới 35 bàn. Và đây là lên bóng dành cho Hân Ân, không thành công. Tiểu suất ghi bàn so với Hân Ân FC thì các cầu thủ EUFC chỉ 1,86 bàn trên một trận mà thôi. Trong khi đó thì trung bình để thủng lưới là 2,33 bàn trên một trận. Lên bóng dành cho Hân Ân. Một cú dứt điểm từ xa của đội trưởng Thanh Summer. Tuy nhiên thì không khó để thủ thành Lê Minh Thảo. Đăng Hoài. Nếu như trận đấu cứ tiếp tục diễn ra như thế này thì rất có thể trận đấu của chúng ta một lần nữa lại đưa về những lượt penalty cần áo. Quang Ba Si vẫn là Quang Ba Si. Bóng treo chân của các cầu thủ Hân Ân. Những pha phòng ngự rất quyết đoán và lăn xả của số 3 Kim Trung. Một cú dứt điểm không chính xác của Quang Ba Si sau pha phạt góc của đồng đội. Chúng ta sẽ có một sự thay đổi người bên phía Hân Ân FC. Cầu thủ số 1 Xuân Tuấn sẽ rời sân và nhường chỗ cho anh đó là cầu thủ mang áo số 11 Tiến Phú. Sự chắc chắn nơi hàng phòng thủ của cả hai bên đã làm giảm nhịp độ của trận đấu. Thì đây là trận chung kết, sự chắc chắn phải được đưa lên đầu tiên. Và đây là Bobasi. Bobasi khá đơn độc và trong vòng bùa vây tới 3 cầu thủ EU. Không được rồi, khá đáng tiếc cho EUFC. Ngày hôm nay không có nhiều cơ hội để cho Quang Ba Si tỏa sáng. Vì mà ngày hôm nay những chân suốt EUFC đã tổ chức một hàng phòng ngự cực kỳ chặt chẽ. Chúng ta cùng đến với quả phạt góc dành cho Hân Ân. Thử xuất sắc của thủ thành Lê Minh Thảo là không thể bàn cá trong tình huống vừa rồi. Sau một vài dứt điểm khá mạnh của cầu thủ số 10 Quang Ba Si. Và tình huống vừa rồi đã mang lại một quả phạt góc dành cho cầu thủ Hân Ân. Bóng liên tục nằm trong chân của Quang Ba Si và đây là lên bóng dành cho cầu thủ EU. Không thành công rồi, rất đáng tiếc. Sông đà băng xuống của Nam Khánh. Thì đà băng xuống của anh đã không đủ để đón nhận được đường chuyền của đồng đội. Một tình huống mà 2-1 đã bị bỏ lỡ bởi EUFC. Và đây là Nam Khánh. Nam Khánh không thể chiến thắng được thủ môn Đào Thế Hoàng. Một cú dứt điểm còn hơi hiền. Quả phạt góc dành cho những doanh thủ EUFC không thành công. Có những sự hơi thiếu chính xác trong những pha lạc bóng của các cầu thủ EU. Cầu thủ số 11 Tiến Phú bên phía Hân Ân FC đã bị đau và trọng tài đã biên thời và hồi còi. Chỉ dài với một chiều cao khá tốt thì cầu thủ số 11 Đăng Hoài trong tình huống vừa rồi đã chiến thắng cầu thủ bên phía Hân Ân FC.
Chính vì thế mà Đăng Hoài đang chấn giữ ở vị trí bảo vệ cùng với thủ môn Minh Thảo bảo vệ công môn. Vừa rồi là một tình huống rất nguy hiểm. Và đến hiệp thứ hai thì các cầu thủ của HNFC đã gồng được thủ môn Lê Minh Thảo sau pha làm bàn của cầu thủ số 11 Tuyến Tiến Vũ bên phía HNFC ở một góc sút khá hẹp. Tỷ số bây giờ là 1-0, chắc chắn sẽ là có những ý đồ của những danh thủ bên phía HNFC. Anh Tuấn, đó là một tình huống trả lời của các thủ EU, tuy nhiên thì thủ môn Đào Thế Hoàng đã cản phá thành công. Bóng Messi vẫn đang là bóng Messi rất đơn độc. Quyết định xét điểm này của anh là khá dễ hiểu khi mà tới thứ ba cầu thủ đã kịp thời lui về để bảo vệ cầu môn của Lê Minh Đào. Bóng đã hết đường biên dọc, sẽ là tình huống đá biên dành cho HNFC. Ở thế trận như thế này thì những phút còn lại các cầu thủ EU sẽ cực kỳ khó đá. Hàng phòng thủ của HNFC là cực kỳ chắc chắn với sự chỉ đạo của đội trưởng Thanh Summer với Đinh Hoa. Một lần nữa thì cầu thủ số 23 Nam Khánh đã chứng tỏ được khả năng gánh tiền của anh. Chỉ cần một sự chính xác nữa thôi thì tình huống vừa rồi sẽ mang lại những điều bất ngờ. Số 3 Kim Trung đá ngã và trọng tài đã cầm lên tay một chiếc thẻ vàng. Và chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được trao cho cầu thủ số 11 bên phía HNFC, cầu thủ vừa mới ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu này. Tiến Trung không mấy tạo quân nhưng khả năng đi bóng và khả năng kiến tạo của anh là cũng khá tốt. Chúng ta sẽ đến với những phút hồi ý và đây là những phút rất cần thiết đối với HNFC và cho cả HNFC, mặc dù HNFC này 43 tuổi và anh đang có 3 bàn thắng dành cho HNFC tính từ đầu giải cho tới giờ. Và chúng ta cùng quay trở lại hiệp 2. Đại Tiến Phú được truyền học rồi, cơ hội dành cho EU, một thành công và phản công cho HNFC là 2-1. Thanh Sơn Bảo, cầu thủ số 9 Bảo Kỳ đã kịp thời lui về để cản phá và phản công vừa rồi của HNFC. Những quân bài chủ chốt đang có mặt trên sân lúc này của EU đã làm cho khán giả ở đây cảm thấy rất an tâm trước khung thành của Lê Minh Đào. Và đây là Kiến Trung. Vẫn đang là Kiến Trung. Đường truyền là có ý đồ của Kiến Trung. Đình Hoa. Phải Tiến Phú. Quang Bà Sĩ. Quang Bà Sĩ rất khéo. Và cú dứt điểm vô hại trước khung thành của Lê Minh Đào. Người vừa thực hiện vừa rồi đó là cầu thủ mang áo số 13 Hà Đình Hoa. Người cầu doanh thủ đang lớn tuổi nhất trong đội hình của EUFC đó là thủ môn Lê Minh Đào với độ tuổi 43 và sinh năm 1973. Đã quá thời gian quy định và các cầu thủ HNFC sẽ thực hiện lại quả đá biên. Ở những phút gần đây sau thời gian hồi ý thì tốc độ trận đấu đang bị chậm lại. Quang Bà Sĩ,
của OPC vừa thực hiện những chút điểm từ xa đã thay sân mở. Đã thay sân mở. Một pha xoắn bóng chính xác của Xuân Kiên Trung. Pha bật ra rất hay của Đào Thế Hoàng. Phản công dành cho các cầu thủ của FC Đào Trinh. Lại là đường chuyển nóng nữa. Và cơ hội cho Nhân Hân. Tiến Vũ khả năng đứng chờ Tiến Vũ trong tình huống không chế bóng không thành công vừa rồi. Và Tiến Vũ sẽ rời sân. Và thay cho anh là cầu thủ số 4 Xuân Tuấn. Xuân Tuấn sẽ chơi cho vị trí mà Tiến Vũ để lại. Gần đây thì những pha xoắn bóng rất quyết liệt của Kiên Trung là khá quyết đoán và mang tính chính xác cao. Không thể chiến thắng được Đặng Hoài. Ngày hôm nay với sự thiếu vắng của Messi, Lê Thiên Vũ thì bây giờ trọng trách ghi bàn lại tiếp tục được cầu thủ số 10 Quang Messi. Lê Thiên Vũ đang có 5 bàn thắng trong màu áo của Hân Hân FC. Và đây là Quang Messi. Không vào. Pha phản xạ cực kỳ tốt của Lê Minh Đào. Những tình huống chuyền bóng ngầm của các cầu thủ EU đang mang lại những cơ hội rất tốt cho Hân Hân để nâng cao cách biệt. Chúng ta vẫn chưa thấy được những sự thay đổi nào trong chiến thuật của các cầu thủ EU. Đường chuyền cho bóng ghi và đây là Trâm Khánh. Lên bóng dành cho EU 2-1. Không được rồi. Pha lên bóng vừa rồi của Hân Hân. Chúng ta sẽ yêu cầu các cầu thủ EU thực hiện là quả đá phạt. Kiên Trung. Tất cả những cầu thủ của Hân Hân FC đang co cụm ở khung thành Đào Thế Hoàng. Bây giờ việc bảo vệ thành quả cũng là cần thiết khi thời gian còn lại cũng không còn nhiều. Một pha đi bóng khá của các cầu thủ EU. Vừa rồi Đặng Thế Hoài đã ngã, tuy nhiên thì đã không có tiếng còi của trọng tài. Và bây giờ bóng trở lại chân của các cầu thủ Hân Hân FC. Sử dụng cầu thủ số 15 Huỳnh Nguyên Khôi cũng đã được tung vào sân. Nguyên Khôi cùng với Lê Thiên Vũ. Xin lỗi các bạn, Nguyên Khôi và Messi đang là hai cầu thủ trẻ nhất trong đội hình của Hân Hân. Và bây giờ những cầu thủ EUFC đã dâng lên với chiến thuật đá năm. Kiên Trung cũng đã rời sân. Và bây giờ đội trưởng số 10 Thế Anh sẽ được tung vào sân. Bây giờ số 5 Tuấn Anh sẽ thay cho thủ môn Lê Minh Thảo và thực hiện những pha lên bóng cùng với đồng đội ở phần sân đối phương. Luôn là con rào hai lưới trong lưới đá nam này. Nguyên Khôi với lợi thế dẫn bàn thì bây giờ việc duy nhất có thể làm bây giờ đối với Hân Hân đó là đá chậm bảo vệ thành quả và tận dụng sơ hở ở lối chơi đá nằm của các cầu thủ bên phía EUFC. Đẹp hay, dứt điểm từ xa sẽ là một sự thay đổi người nữa. Cầu thủ số 3 Kiên Trung lại được chơi vào sân và Thế Anh cũng đã rời sân được chỗ cho Kiên Trung. Đình Hòa vẫn đang Kiên Trung rất khó để các cầu thủ EUFC làm nên chuyển trước hàng phòng thủ khá dày đặc của Hân Hân FC. Bóng vẫn qua trong cuộc 2-1. Xuân Tuấn
tình huống bất ngờ đã qua đi và bây giờ EU đã đoạt lại bóng. Đối với vừa rồi của các cầu thủ Hân Hân. Cần phải nhanh hơn nữa trong tình huống tấn công. Những đường chuyền liên tiếp thật khó rồi. Đó là một pha không hiểu như ý nhau bên phía EU FC. Con sao hai lưới đã mang đến mặt hai đối với các cầu thủ EU FC. Và bây giờ là 2-0 rồi. Cánh cửa cho chức vô địch dành cho Hân Hân đang rất rộng mở. Khoảng cách là 2 bàn cộng với hàng công mạnh hàng phòng thủ thì với nhiều cầu thủ kinh nghiệm như Thanh Summer hay Đình Lợi thì dường như sẽ không có nhiều cơ hội cho các dân thủ của EU làm nói chuyện. Một lần nữa thì cú sút của Wang Weixi đã bị gạt phá. Khá nguy hiểm. Đó là tình huống dâng cao tấn công của Hà Đình Hòa. Rất đáng khen cho những nỗ lực của các cầu thủ EUFC. Nam Khánh. Nam Khánh đưa trường hợp rồi. Bảo không? Không chính xác. Những chân sút của các cầu thủ Hân Hân có thành tích là khá đáng rồi khi mà hiệu suất ghi bàn của cả đội bóng Hân Hân FC là 4,13 bàn trước một trận. Bảo Kỳ cũng đã được tung vào sân. Đang hoài những liên tiếp là những đường chuyền cần phải chắc chắn hơn nếu như không để mất bóng như tình huống kỹ năng tỷ số lên thành 2-0 nữa. Và cuối cùng thì trận chung kết giải bóng đá doanh nhân online 2016 cũng đã khép lại và một chiến thắng dành cho Hân Hân FC với tỷ số là 2-0 sau một pha làm bàn mà tỷ số của cầu thủ số 11. Và bây giờ xin chúc mừng cho những cầu thủ Hân Hân FC trong việc bảo vệ thành công trước vô địch.